gì chịu làm mặt hơi đơn chăm sóc cho mình chị. Ừ. Không có chị. Chị có là một em bên em có spa. Ừ. Với chị Hương hôm nay là thấy nó gom nhiều rồi đúng không chị? Ừ. Nó là con nhé. Mình chỉ cần tránh nước 2 ngày thôi. Rồi nếu mà sự cơ địa mình tốt thì cũng không cần phải sức lấy nó tự lành hết chị. Xin nha, bông tông nha. Hết rồi. Dạ. Sao chị mặc cái? Còn nước muối chị? À, nước muối chị mua một chai bự luôn. Dạ. Chị xài một hũ bông tông ở nhà hết. Dạ. Mình cũng vệ sinh hai bước nó không nước muối với lại cái kia đó ba bước rồi bây giờ chị chỉ còn nhiều cái nhỏ nước muối là không cần cái kia nữa hả? Dạ. À, okay. Chào các bạn, như vậy là chị Hương đã cắt chỉ xong. Thì nếu như mà các bạn thường xuyên theo dõi livestream thì chắc chắn là sẽ nhớ chị Hương ở livestream trước khi mà chị Thắng Hiệp đàn đưa phay có chia sẻ hình ảnh của chị lúc đó. Thì lúc đó thì cái mũi của chị là không có bị sưng, không có bị bầm nhiều nhưng mà cũng còn hơi sưng. Và lúc đó thì mũi chưa gom lắm. Thì hôm nay chị thấy cái mũi thay đổi như thế nào? Hôm nay thì mũi của chị nó đã gom hơn rồi. nó gọn hơn hẳn rồi. Dù mấy bữa trước là nó vẫn còn sưng, cái bữa mà tháo nẹp nó vẫn còn sưng. Thì hôm nay thì chị cũng đã thấy rất là hài lòng rồi. Đó, cái phần ở trên đây nó gọn lại. Nó tự nhiên hơn đúng nó không? Nó tự nhiên hơn, nó hài hòa với lại cái khuôn mặt của mình hơn rồi. Chị hôm mà từ hôm tháo nẹp tới giờ mình có đi ra ngoài nhiều không? Chị cũng không có đi nhiều lắm, có công chuyện gì quan trọng thì chị mới đi thôi. Tại vì chị cũng may mắn là cái thịt nó cũng không có độc á, cho nên là chị không có bị sưng, không có bị bầm. Nên nếu mà cái công việc nào cần chị ra ngoài thì chị cũng đi ra ngoài, cũng đeo khẩu trang đi ra ngoài bình thường. Mọi người thấy cái dáng mũi của mình chưa và nhận xét như thế nào? Vừa rồi thì chị có đi ăn với cô bạn 5 năm, khoảng 5 năm không gặp lại thì cô không nhận ra. Cô chỉ thấy thấy giờ này thấy bạn đẹp ra thôi chứ cô không biết là bạn nói không nhớ. Nhưng mà nhìn rất là tự nhiên. Mẹ cũng không có gọi là không phải giống như một số trường hợp khác nhìn vô là biết là mình sửa. Còn mình thì nhìn vô thì rất là tự nhiên, hài hài nhất. Mình làm nâng mũi cấu trúc đúng không? Cái phần sống mà mình nâng bằng vật liệu ô tách, đầu mũi thì mình tạo hình bằng cái vật liệu là vách ngăn kết hợp với một phần có sử dụng được tay không? Do là bác sĩ có tư vấn mình trước là nếu mà khi mà phẫu thuật ra thì bác sĩ thấy là không cần thiết phải sử dụng sụn tay nữa thì bác không có dùng để giảm một cái phần đau cho mình. Cho nên là bác sĩ sau khi mà bác sĩ phẫu thuật thì bác sĩ thiết kế bác sĩ thấy là nó đã đủ rồi, đủ cái mũi chị nó đủ dài rồi nên bác sĩ không có sử dụng sụn tay. Bởi vì là cái mũi ban đầu của chị Hương là cái phần đầu mũi khá là to, tức là cái mô mũi của mình rất là dày, cho nên là trong quá trình phẫu thuật bác sĩ khi mà phẫu thuật thì thấy là cái phần có thể sử dụng một cái phần mô đó để mình thay thế cái phần sụn tai.
Đó, nên là không cần thiết là mình phải lấy sụn tai nữa để mình giảm tránh được một cái vết thương nữa ở tai. Chị cũng sợ đau. Dạ. Nếu mà có vết thương ngay tai thì sẽ đau. Hôm nay 14 ngày nhưng mà cái mũi gom khá là tự nhiên. Chị hài lòng nhiều không? À, chị rất là thích luôn á. Chị rất là hài lòng, rất là thích cái dáng mũi bây giờ. Nó làm cho chị rất là tự tin hơn. Rồi sắp tới đây thì sẽ có những cái chị có những cái hoạt động trong công việc á. Yeah. Chị rất là chờ đợi những cái hoạt động đó để giống như là mình tự tin, rồi mình make up hay này kia, nó là cái khuôn mặt của mình cũng thanh thoát hơn hẳn luôn. Rất là thích. Bây giờ là mình tự tin xuất hiện với cái diện mạo mới trước mọi người rồi. Đúng rồi, rất là tự tin để xuất hiện một cái diện mạo mới. Chị tìm hiểu bao lâu rồi mới quyết định làm? Như đã nói thì chị cũng tìm hiểu, chị muốn sửa mũi thì rất là lâu rồi. Nhưng mà tìm hiểu về New Face thì chị tìm hiểu một năm. Tìm hiểu một năm trước đó là một người bạn của chị làm ở đây. Sửa ở đây là chị quan sát chị ấy rồi chị sau đó chị mới biết đến Facebook của New Face. Thì chị mới theo dõi những cái live stream bởi bên mình. Rồi theo dõi những cái ca mũi, rồi chị còn quan sát coi các cái mũi nào giống mũi của mình không nữa. Đó thì cũng tìm hiểu cả năm trời rồi sau đó mới đến đây để chàng bác sĩ cũng giống như là đội ngũ ekip của New Face giúp cho chị hoàn thành được cái ca phẫu thuật này. Vậy thì bây giờ là sau 14 ngày phẫu thuật thì chị đã thấy là cái lựa chọn của mình là đúng đắn chưa? Đúng rồi, như các bạn thấy đó là một, các bạn có thấy đây là một sự lựa chọn đúng đắn không? Rất là phù hợp với mình mà hài lòng yên tâm nữa. Bây giờ thì chị Hương và mọi người cùng xem lại cái răng mũi, tức là cái hình ảnh của chị Hương trước 14 ngày trước khi mà phẫu thuật nâng mũi cấu trúc ở New Face nha, xem là cái trước đó và bây giờ khác biệt như thế nào nha. Đó, thì trước đây là chị nhìn như thế này thì thấy là cái phần sống mũi của chị hơi thấp nè. Và cái điểm quan trọng là cái đầu mũi của chị khá là to và nó bị chưa đủ độ dài. Đó, dạ, hơi ngắn. Đây nhìn ở góc nghiêng. Thì các bạn có thể thấy là cái phần đầu mũi của chị hơi ngắn và cái mô mũi cũng khá là dày nữa. Và cái phần sống của chị là đã có độ cao rồi, đã có độ cao nhưng mà thực sự là nó chưa hài hòa thôi. Và cái điểm quan trọng ở trong ca phẫu thuật này là mình phải làm sao cho cái đầu mũi nó thon lại. Thì còn đây là cái kết quả sau phẫu thuật, thì các bạn có thể quan sát được cái dáng mũi của chị sau 14 ngày. Thì những cái khuyết điểm mà vừa phân tích là mình đã khắc phục được rồi. Nhìn chị có thấy là sau khi mà nâng mũi mình cái gương mặt mình nó trông nó sang hơn và nhìn nó trẻ hơn không? Nhìn nó gọn hơn, trẻ hơn. Gọn hơn. Giống như là nó mũi nó cao lên thì nó như làm cái khuôn mặt của chị cái khúc này là nó được thon gọn này được một chút. Đỡ phải tốn tiền đi căng chỉ. Vậy thì mình đã trải nghiệm cái dịch vụ rồi thì mình có chia sẻ gì cho các bạn mà đang có ý định nâng mũi không? Nhân đây thì trước tiên thì cũng rất là cảm ơn đội ngũ ekip của New Face bác sĩ cũng giống như là các bạn chăm sóc tận tình cho chị trong suốt những cái ngày qua. Và để mình livestream như thế này thì mình cũng mong là với ý định là thứ nhất là cũng khoe cái dáng mũi đẹp nè, thứ hai là mình cũng muốn chia sẻ với những bạn mà đang có ý định cũng như là đang tham khảo để đến New Face thì các bạn hãy giống như là hãy để nói là hãy cứ yên tâm. Dạ, cứ yên tâm lên vì ở đây họ làm việc rất là có tâm luôn, rất chăm sóc rất là tốt và không có đau giống như là mình nghĩ lúc đầu. Làm mũi thì không có đau giống như là mình nghĩ lúc đầu. Thì hy vọng là những bạn mà đang có nhu cầu muốn cải thiện cái mũi của mình được đẹp hơn, được tự tin hơn trong công việc cũng giống như là trong cuộc sống thì hãy đến với New Face. Rồi và cứ yên tâm. Thực ra thì những cái mà chị Hương vừa chia sẻ cũng là những cái điều mà New Face muốn nói với tất cả các bạn, muốn gửi gắm với các bạn là các bạn khi mà các bạn đã tìm hiểu kỹ rồi thì khi mà quyết định chọn thì mình cứ yên tâm, mình đặt chọn niềm tin ở cái địa chỉ cũng như là bác sĩ mà thực hiện cho mình. Thì khi mà mình có sự thoải mái nhất về cái tinh thần thì cái ca phẫu thuật của mình nó cũng sẽ diễn ra thành công hơn.
Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ New Face. Cảm ơn chị Hương vì đã chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái lời chia sẻ thật tâm của mình sau phẫu thuật. Cảm ơn chị rất là nhiều. Hy vọng là với cái diện mạo mới này thì chị sẽ có nhiều may mắn cũng như là thành công hơn. Cảm ơn chị.